Xin mến chào toàn thể cô chú anh chị nha. Thì ngày hôm nay em Sang sẽ quay review giới thiệu cô chú anh chị mình một cái vườn sầu riêng tọa lạc tại là ấp Tân Bình, xã Lộc Thành của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Thì hiện tại em đang đứng tại đây thì là cái cổng rào đi vào trong cái vườn của mình nha. Thì hiện tại đất của mình ở đây là sở hữu là 14 mét đường đất lớn như thế này. Đường đất thì tương lai là quy hoạch là nhựa nha. Thì hiện tại là của mình được 14 mét và đất của mình sâu vào bên trong nở hậu ra là tổng diện tích là 6 sào rưỡi, tức là 6.500 mét vuông của chú anh chị. Thì khi mình bước chân vào thì đầu tiên là mình sẽ có vào cái cổng này vào một căn nhà ha, căn nhà có nhà sàn gọi là gác lửng á. Thì cái chỗ của chủ cô chú này đang ở của chú chị ở để mà xem coi ngó vườn luôn. Thì hiện tại thì do vấn đề gia đình thì cô chú sẽ kêu quay gửi bán lại cái vườn này. Hiện tại bây giờ thì chủ đang kêu bán với cái giá là 1 tỷ 9 của chú anh chị, 6 sào rưỡi, tức là 6.500 mét vuông. Và của mình là toàn bộ là cái sầu riêng như thế này á, là khoảng là 50 cây là đang thu trái như thế này. Và bên cạnh đó thì xen vào nhiều cái cây chôm chôm đó và một số loại cây ăn trái khác. Thì tổng luôn sầu riêng lớn nhỏ của mình luôn á thì sẽ là 150 gốc của chú chị. 120 gốc, em xin lỗi, 120 gốc. Và trong đó là có 50 gốc là như thế này, sầu riêng đang thu. Đó, kế bên này mình có mít, có sầu riêng nhỏ hơn và một loại cây khác như là bơ, chôm chôm. Đó, thì mời cô chú anh chị mình cùng em đi sâu vào dưới vườn nha. Thì ngày hôm nay em Sang hơi bị khan tiếng của chú anh chị, khi chất giọng nó có phần nó không có trong như mọi ngày, cô chú anh chị thông cảm nha. Đây thì kế bên đây thì chú cũng đã làm cho mình luôn là một con đường. Con đường này là hàng ngày là chú lên xuống của chú anh chị. Đó, hàng ngày lên xuống. Đó, đây cái nhà ấy của mình nè. Căn nhà đẹp quá của chú anh chị ha. Đó, xây móng kè đàng hoàng luôn. Cái đường này là của mình đi xe hơi, xe bán tải xuống là bình thường luôn. Đó, kế bên mít ha. Đây là mít. Rồi, khi dọc vào bên dưới, sầu riêng. Quá là đẹp. Đó, căn nhà của mình là có đầy đủ hết rồi. Rất là ok. Sầu riêng thì hiện tại là năm nay đã cho trái chính thức cô chú anh chị. Hiện tại là hoa ra rất là nhiều, đậu trái rất nhiều luôn. Thì của mình nó là tính luôn là tổng luôn là 120 cây. Thì bao gồm những cái cây như thế này luôn và những cái cây mà đang kết trái như em Sang đang quay ở đây, thì của mình là khoảng được 50 cây ha. Đây, có trái luôn nè cô chú anh chị. Đó, hoa đẹp ha. Đó, đây là cái nhà này là để phân, chứa phân thuốc. Xin mời của chú anh chị cùng theo em ha. Thì cái vị trí của mình ở đây thì cách cái đường con đường nhựa liên xã thì đâu đó khoảng là vài 300 mét thôi. Tổng diện tích của mình là 6.500 mét vuông và đặc biệt là trên đất là đã có 100 thổ cư nha cô chú anh chị, có sẵn 100 thổ cư luôn. Đây sầu riêng nè, cái này bưởi nè, xen vào là bưởi, cái là bơ ha, bơ sầu riêng xen vào rất nhiều hàng bưởi luôn ha. Nói chung là cái vườn này là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Đây mà cô chú anh chị mình mà có cái nhu cầu mà làm view hoặc là một cái vườn nghỉ dưỡng thì đúng bài luôn. Đây vườn sầu riêng của mình đẹp tuyệt vời. Hiện tại giá gia chủ đang mong muốn là 1 tỷ 9 của chú anh chị, là giá của đang thời điểm bây giờ. Thì cô chú anh chị mình có cái nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ kết bạn Zalo cho em, cái số hotline đang nổi trên màn hình, thì em sẽ gửi sổ sách trực tiếp cũng như là cập nhật cái giá chính xác nhất tại ngay cái thời điểm cô chú anh chị mình quan tâm luôn. Đây ở dưới đây của mình là toàn bộ là vườn này trái này khang tiếng quá của chú anh chị. Đây vườn cây này, cây bơ ha. Đó, sầu riêng. Sầu riêng như thế này là 50 gốc nha cô chú anh chị.
50 gốc sầu riêng như thế này. Và tổng hết luôn là 120 gốc. Em sẽ cập nhật lại cho chính xác y vậy ha. Của mình là phía sau là có suối, thì nó khoảng đâu đó là được 90 mét mặt tiền suối của anh chị. Đây vườn đẹp, vườn đều đẹp. Để mà trồng lên một cái vườn như thế này đó, cực kỳ là ok luôn. À, kế bên này, kế bên hàng xóm cũng làm mấy cái chòi view là cũng đẹp. Con đường này là mình chạy xe Honda xuống là Vivu, xe bán tải là chạy được luôn nha. Ở phía sau là có một cái cây sầu riêng là cổ thụ luôn. À, phía sau mình là suối nha, 90 mét mặt tiền suối. À, 14 mét mặt tiền đường đường trước. Đó, quá đẹp. Đây con đường mình xuống ha. Phía trước là dưới đó có làm bố trí mà ao và suối của mình thì hiện tại là view luôn. Cô chú anh chị em nào mà có cái nhà hứng mà làm view á thì miếng này là tuyệt vời luôn. Phía sau mình bố trí thêm bây giờ mấy cái chồi lá sau này ha. Làm view lên, trồng mấy hàng dừa đó. Ở phía sau có cây cổ đại cổ thụ luôn. 90 mét mặt tiền suối. Đây sầu riêng như thế này luôn là 120 cây nha. 50 cây là đang cho thu hoạch và cộng cái số này vào nữa là 120 cây. Kèm theo là bưởi, bơ, mít. Trên đất của mình hiện tại là có 100 thổ cư nha. Có một nhà sẵn luôn. Điện thì quanh vườn luôn. Đi chỗ nào cũng có điện hết. Cái này cái gì ta? Ồ, cái sầu riêng cổ thụ nè. Đây là cây sầu riêng cổ thụ nha cô chú anh chị. Đây cây sầu riêng là có 102 tại Bình Phước luôn nha. Đây cây sầu riêng cổ thụ đây. Đó. Ma suối ha. À, cây sầu riêng ổi to kia. Đây là tí xíu em sẽ quay chi tiết của cây sầu riêng khủng này, cập nhật lên. Đây là phía sau mình là suối mát mẻ luôn nha. Đó, em đi một vòng cho xem. Đây là suối. Của mình được là 90 mét mặt tiền ôm suối. Hàng rào xung quanh kiên cố. Có ao. Điện là quanh đất luôn. Mà đặc biệt là cây sầu riêng cổ thụ nha. Đó, cây sầu riêng cổ thụ luôn nè. Cây sầu riêng này giống sầu riêng ổi ngày xưa. Rồi mọi nhu cầu của chú anh chị vui lòng liên hệ số hotline đang nổi trên màn hình nha. Kết bạn Zalo cho em Sang và sẽ gửi sổ sách trực tiếp cập nhật cái giá mới cho cô chú anh chị, chú anh chị mình luôn. Đây ao, ao móc nước lên tưới. Đây 90 mét mặt tiền suối. Rồi cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm và theo dõi kênh. Thì mọi nhu cầu cô chú anh chị mình cứ vui lòng liên hệ cho em Sang. Thì đến đây em xin dừng cái video clip tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã luôn quan tâm và theo dõi ha. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.